Drop it. Anh em nha, hôm nay là mẹ con mình lại đi ra vườn này. Đây, mình cho các bác xem rau nhà mình này. Đây rau nhà mình mãi trả lên này. Mẹ đang nằm cỏ này, ngồi đây. Đây muống đây. Tưới nước không? Đấy, bỏ nước kia. Đấy, rau muống này. Đấy, nằm cỏ mồng tơi đây. Mùi đây, mùi vừa thu hoạch hai luống. Bây giờ đến lượt mình đi trồng dưa chuột. Các bác xem mình trồng dưa chuột. Đấy. Lần này kinh nghiệm là bọc tua đeo bóng đen để trồng những cây dài, còn những đất thì chỉ để gieo này. Đây, kéo em mang này, hố đất em chuẩn bị sẵn đây này đấy. Bây giờ mua giống dưa chuột, cây này là cả thuế 272 yên. Đây, cụ người Nhật đấy. Mình sẽ cắt nó này. Cắt ra để nó giữ lại dễ. Còn giữ cái tem này lại để cắm vào đây. Đấy. Mắc phết đấy, giống đấy. Không rẻ đâu, không mua loại đắt, năm nay xem nó như thế nào. Có hiệu quả không? Ừ. Đây là một cây. Xong em cắm cái tem này vào đây. Đấy, dưa chuột. Che cái giá đi, không người ta nhìn thấy giá tiền cao là người ta lại hách vất. Bây giờ là em đào ô thứ hai. Đây, em mua 3 cái này đây. Đấy, bây giờ em đào ô thứ hai. Các bác nhìn này, ngày thứ bảy chủ nhật của em đấy. Tối hôm qua là ở nhà chăm con cho mẹ nó ngủ. Nhưng mà lúc bú là vẫn phải gọi mẹ lên cho nó bú. Còn bú mình thì em cho được. Đấy. Chà chà chà. Cắt nó đi. Đấy. Cuộc sống ở bên Nhật vui vẻ, những ngày nghỉ đi trồng cây. Ai gọi chạy dịch vụ taxi hay là gọi chuyển nhà thì cứ hú em. Xe siêu rẻ, siêu đẹp, siêu rẻ. Đây. Ok. Cây thứ hai đã xong. Trồng như này ấy, cho nó đỡ phải làm cỏ các bạn. Chứ làm cỏ là cũng hơi vất vả đấy. Đấy, mẹ em đang đi làm cỏ rau muống. Đấy, cắm nó vào đây. Cây này là bao nhiêu tiền, nó không ghi giá. Bắt đầu sang cây thứ ba, ổ thứ ba. Trời ơi, béo ơi. Đây. Đây sang hố này là hố thứ ba. Một dàn của em trồng 3 cây thôi để cho nó leo lên. Trồng nhiều không biết là có 5 suất không. Đấy. Cỏ này vẫn còn này. Yeah. Xong thì tí lấy cột cắm vào đấy, giữ cây xong rồi bao giờ nó lên cao cao tí này, đi chặt tre răng lưới. Cây này là cứ bằng tiền cây kia. Cả thuế vào là 272 yên. Xong rồi còn được rau gì? Rau. Quên mất tên này. Rau gì? Ăn lá lốt. Lá lốt với tía tô, cái kinh giới Việt Nam. Cô em ngày xưa làm cùng công ty tặng đấy. Cắm ở đây. Đấy, đã xong.
góc này, kéo đây. Bây giờ là đến lượt rồi trồng tía tô. Đây, đây là tía tô Việt Nam và lá lốt. Cô em cô cho đây, giống đây. Giống này, các bác nhìn này. Đấy. Em cho các bác xem tía tô. Đây. Đây là tía tô. Đấy. Lá lốt này. Giờ chuột em trồng này. Đấy. Phủ đầy cỏ này. Ruộng này là em để làm em trồng cà chua. Mùi còn một ít đây. Đây. Đấy, các bác nhìn. Đấy, rau của em đấy. Đang lên này, cuốc đất tơi tơi này. Đấy, mama đang làm cỏ này. Đấy, đây bên này thuê đây nước này nhiều này. Nước mới vòi nhìn nữa. Đấy. Cỏ người ta chưa có cây mới, toàn cây cũ nên người ta cũng mua giống này. Đấy. Đỗ này, đỗ người ta trồng ra nhiều quả chưa? Các bác nhìn. Đấy. Hành. Cà tím và cà chua. Đây là chỗ này là ruộng Việt Nam mình của cô bạn này. Việt Nam mình đây, trồng cần đây. Đấy, cần đây với rip đây ta sự này, cà tím này. Su hào, dưa chuột kia. Dưa chuột hay nó gì mình không biết. Đấy. Đấy, hành. Đấy, quanh quanh vườn này người ta ngày nghỉ người ta trồng. À, đây có cái cụ nhà cụ trồng gọi là dâu tây đấy. Cây dâu tây soi quả cho các bác này. Khả năng em phải trồng luống dâu tây. Đây đang bọn chiều gạc cư xê mới xô gạc cư xê đánh tennis này. Đấy. Bên kia thế, đây là công viên Jakarta. Bây giờ là em dừng video này, em đi trồng cây. Cảm ơn các bác trong thời gian vừa qua đã theo dõi kênh YouTube Tojo Japan của em. Các bác sẽ em soi cho các bác xem ba cây này nó phát triển từng ngày như thế nào. Đây thành quả của hai mẹ con mình đây, mình đang làm đây này. Đấy. Đấy. Đang các bác nhìn rửa với em trồng đây, bí đây, bí của Nhật đây, dàn dưa chuột đây em làm này. Đấy. Các bác nhìn đấy, đầu tư một đống tiền đấy, thu hoạch hai núng mùi bán ăn không hết, bán cho quán nhưng lại đầu tư vào nó này. Đấy, trồng cái đam mê này. Các bác nhìn đấy, vòi nước này. Người ta bảo làm vì đam mê đấy các bạn, để mùi vẫn còn đấy. Đấy, em phải đầu tư tủ bóng đen này cho đỡ phải làm cỏ. Rau, rau là bắt đầu là sạch cỏ này. Đấy, rau là sạch cỏ rồi, thu dây. Đấy, mùi đây. Này các bác nhìn thấy công sức bỏ ra nó khác ngay, đẹp ngay. Cỏ sạch. Bây giờ thì mình dừng video tại đây. Cảm ơn các bác trong thời gian vừa qua đã theo dõi kênh YouTube Tôi Yêu Japan. Tạm biệt các bác ở video tiếp theo. Bye bye.